Trong quá trình làm bài tập về thể tích khối chóp, ta hay gặp dạng tính tỉ số thể tích giữa khối chóp nhỏ và khối chóp lớn. Hay viết thể tích khối chóp lớn, yêu cầu tìm thể tích khối chóp nhỏ mà ta gặp khó khăn khi đi làm trực tiếp. Video này sẽ giúp các em giải quyết vấn đề trên. Tỉ số thể tích khối chóp tam giác. Ta đi vào phương pháp tìm tỉ số thể tích khối chóp tam giác. Cho hình chóp SABC, gọi MNP là điểm bất kỳ lần lượt nằm trên SA, SB, SC. Khi đó, tỉ số thể tích giữa khối chóp SMNP và khối chóp SABC là SM trên SA nhân SN trên SB nhân SB trên SC. Đây là công thức tỉ số thể tích. Hướng dẫn sử dụng công thức. Khuyến cáo đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cách 1. Dựa vào hình để biết công thức. Ta quan sát hình. Mặt phẳng MNP chia khối chóp SABC làm hai phần. Và mối liên hệ giữa thể tích khối chóp nhỏ SMNP và thể tích khối chóp lớn SABC là thể tích khối chóp SMNP, ký hiệu là V SMNP. Thể tích khối chóp SABC, ký hiệu là V SABC. Và bằng đoạn SM trên SA. Nhân SN trên SB. Nhân FP trên SC. Chú ý, hai khối chóp khi áp dụng công thức phải trung đỉnh. Cách 2. Thể tích giữa khối chóp SMNP và thể tích khối chóp SABC bằng trên tử lấy S bắt cặp với MNP, ta được SM, SN, SP. Dưới mẫu lấy S bắt cặp với A, B, C, ta được SA, SB, SC. Trên đây là hai cách sử dụng công thức. Ta đi vào ví dụ minh họa. Ví dụ 1, cho hình chóp SABC, gọi các điểm MNP lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Tính tỉ số thể tích giữa khối chóp SMNP và khối chóp SABC. Bước 1, vẽ hình. Vẽ đáy là tam giác ABC, lấy S nằm ngoài mặt phẳng ABC, nối SA, SB, SC, ta được hình chóp SABC. Lấy M là trung điểm của SA. M chia đoạn SA làm hai đoạn bằng nhau và đoạn SM bằng 1, SA bằng 2. Tương tự, N là trung điểm của SB, SN bằng 1, SB bằng 2. P là trung điểm của SC, SP bằng 1, SC bằng 2. Ta có tỉ số thể tích giữa khối chóp SMNP và khối chóp SABC là dựa vào hình SM bằng 1, SA bằng 2, SN bằng 1, SB bằng 2, SP bằng 1, SC bằng 2. Và bằng 1/8. Vậy, thể tích khối chóp SMNP bằng 1/8 thể tích khối chóp SABC. Ta đi qua ví dụ tiếp theo. Cho tứ diện ABCD có thể tích là 12 đơn vị thể tích,
Điểm E nằm trên cạnh AB sao cho AE bằng 3 lần EB. Tính chỉ số thể tích khối chóp EBCD. Bước 1. Vẽ hình. Vẽ tam giác BCD, lấy điểm A nằm ngoài mặt phẳng BCD. Từ A, nối AB, AC, AD ra được khối tứ diện ABCD. Tiếp theo, xác định điểm E nằm trên AB sao cho AE bằng 3 lần EB như sau. Ta vẽ đoạn AB ra. Lấy điểm E trên đoạn AB, E gần với điểm B. Lấy đoạn EB làm thước. Từ E, ta đo 1 lần EB, 2 lần EB, 3 lần EB, ta được EA. Từ đó, ta thấy đoạn AB được chia làm 4 phần bằng nhau. Và điểm E nằm ở đây. Vậy, AE bằng 3, AB bằng 4. Tiếp theo, ta nối EB, EC, ED để được hình chóp EBCD. Đến đây, xong bước vẽ hình, ta qua bước tiếp theo. Áp dụng công thức tỉ số thể tích. Nếu áp dụng công thức tỉ số thể tích giữa khối chóp EBCD và khối chóp ABCD thì ta không dùng được, vì hai khối chóp này không trung đỉnh. Nên ta áp dụng công thức tỉ số thể tích giữa khối chóp AECD và khối chóp ABCD bằng AE trên AB, AC trên AC, AD trên AD, làm gọn lại bằng AE trên AB. Thay AE bằng 3, AB bằng 4, ta được 3/4. Từ đó, thể tích khối chóp AECD bằng 3/4 thể tích khối chóp ABCD. Quan sát hình, ta thấy thể tích khối chóp ABCD trừ thể tích khối chóp AECD thì bằng thể tích khối chóp EBCD. Lấy 1 thay vào, ta được 1/4. Nên thể tích khối chóp EBCD bằng 1/4 thể tích khối chóp ABCD. Theo giả thiết thể tích khối chóp ABCD bằng 12, thay vào ta được 3. Vậy thể tích khối chóp EBCD bằng 3. Trên đây thầy đã trình bày công thức tỉ số thể tích của khối chóp đáy là tam giác và cách dùng của công thức. Nếu không phải khối chóp tam giác thì không áp dụng được công thức này. Tỉ số thể tích giữa khối chóp có đáy là hình bình hành. Các em theo dõi ở phần tiếp theo.